mừng đội tuyển bóng đá nữ trước khi mà đội tuyển bóng đá nam đá trận sau. Ông ấy coi tôi như là anh cả. Khi kỳ SEA Games đấy có tôi này, ông Bắc Hằng Sơ này và anh Hùng của Chủ tịch Thang Quảng Ninh và anh làm trưởng đoàn đội bóng đá nữ đấy, thì có ngồi nói chuyện với nhau. Thế và tức ông ấy, ông Bắc Hằng Sơ, ông ấy nói là ông Trung sẽ là anh cả, tôi là anh hai. Thế và ông Hùng của Chủ tịch Quảng Ninh sẽ là người thứ ba, tức là em thứ ba. Thế và ông không có phân công anh Hùng là phải chăm lo sức khỏe của ông anh cả. Đấy, tại vì tôi là người lớn tuổi. Dạ. Thì đó là những cái gắn kết mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đây là tôi cũng muốn kể để Đức Khuê biết trong cái sinh hoạt bóng đá ấy, thì ông Bắc Sơ ấy, những cái trận đấu nào của đội tuyển bóng đá nữ ấy, thì ông cũng đều ra xem và cổ vũ. Tức là một cái con người rất là tình cảm. Thế ngoài cái ở SEA Games ấy, thì ông đã ủng hộ trực tiếp. Rồi ông đã ra sân rồi là cổ vũ trực tiếp rồi. Thì vừa qua như chúng tôi sang đất nước của ông ấy thi đấu cái vòng playoff của Olympic Tokyo đấy. Thì ông ấy có hỗ trợ, tức là mình nói là tài trợ cho đội tuyển nữ rất là nhiều. Từ cái ăn ở khách sạn, rồi ông ấy ủng hộ sâm cho đội nữ. Đấy. Đấy. Thế là Bắc Trung là có ba cháu nội rồi. Thế là có đứa nào năng khiếu giống ông không? Ông nội có cháu út đấy. Út ạ. Vâng. Con trai. Hai đứa cháu nội con gái, đầu là con gái và cháu thứ ba là con trai. Cũng thích bóng đá lắm. Bà được biết nhà Bắc Trung tình cảm lắm nha. Đi công tác hay là đi huấn luyện viên các đội hoặc đi tập huấn hoặc là đi dự các cái giải thường xuyên là gọi điện về nhà cho bác gái. Tôi gọi lời đầu tiên tôi gọi về cho bà xã, cho vợ tôi để tôi chia sẻ cái niềm vui và ở nhà cũng ra vô tiến khi thấy vô địch thì cũng sướng, cũng reo lên. Thì là tôi cũng báo cáo, cũng báo là đã xong, tức là xong trận đấu và đã vô địch rồi, thì vợ tôi rất là sung sướng, cùng hòa chung với cảm xúc. Mình nói vui một chút thôi, tức là đi phải báo cáo đấy để cho bà nhà bà yên tâm, tại vì gia đình có một người đi xa thì luôn luôn lúc nào lo nghĩ. Đấy, thời kỳ ngày xưa là không có điện thoại như bây giờ. Vâng, thế thì kỳ ngày xưa thì tôi vẫn đang là vận động viên đang thi đấu của đội tàu quảng sắt. Thế và viết thư phải một tuần với. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cộc cộc cộc. Thưa quý vị, hôm nay Lan đứng ở đây chỉ có một mình thôi, và đứng ở một cái địa điểm, một cái vị trí rất là đặc biệt, đó là Hồ Tây, Hà Nội. Và đặc biệt hôm nay Lan ra đây là muốn đến thăm nhà của một người đàn ông góp rất là nhiều công sức cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung. Mà rõ ràng là Lan không biết đường đi tới nhà của bác nên đang rất là lo, hay là mình đứng đây mình đợi nhỉ? Mình đợi để coi có ai đi qua đi lại giúp đỡ mình hay không, chứ bây giờ Lan rõ ràng là Lan không biết đường đi. Ê, có ai chỉ Lan cách không? Chứ rồi. Hello. Ủa? Chào anh. Chào Ngọc Lan. Dạ, mừng quá Lan đã gặp được anh Đức Khuê, một diễn viên, một MC rất là nổi tiếng ở ngoài Hà Nội. May quá anh, cơ duyên nào mà đưa anh tới chỗ của em vậy? Chương trình đã nói là Ngọc Lan sẽ đứng ở một cái chỗ mà rất là đẹp, đó là Hồ Tây. Anh cũng được một nhiệm vụ là sẽ đưa Ngọc Lan đến nhà bác Mai Đức Chung. Ồ thế à? Thế là hôm nay em bị đánh úp hả? Chứ sao nữa, Hà Nội có đẹp không em? Đẹp anh ơi, ngày hôm nay em ra đây là vào trời mùa thu nè. Không khí nó cũng dễ chịu hơn, nó cũng mát mẻ hơn. Sao ta, em dịu dàng ở trong cơ thể của em luôn á anh. Thế à, thế có muốn đứng đây thêm một lúc nữa không? Không anh ơi, bây giờ em rất là muốn đến nhà của bác Mai Đức Chung. Yên tâm, có anh đây rồi thì không phải lo hết. Anh sẽ dẫn em đi, nhá, yên tâm, đi bộ thôi cũng được. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Đức Khuê cũng như là Ngọc Lan để chúng ta đến gõ cửa thăm nhà bác huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đi thôi! Ở trong đây hả anh? Trong cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Nhà bác đây, nhà bác rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ bấm chuông. Anh ơi, phọt mát của chương trình là gõ cửa đó anh. Bây giờ gõ cửa trước cái đã. Ô thế à? Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc. Đây rồi, bác Trung ở nhà rồi. Em chào bác Trung. Dạ, em chào bác ạ. Chào nhà.
được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. À, bác Chung ạ, hôm nay chương trình gõ cửa thăm nhà muốn đến thăm nhà bác, gặp hai bác và đến muốn trò chuyện để cho khán giả của chương trình biết tất cả những cái sinh hoạt của một huấn luyện viên rất nổi tiếng, không những về bóng đá của nam mà còn rất là mát tay trong cái đội tuyển bóng đá nữ của quốc gia. Đấy, nhà tôi thì là ngõ nhỏ, ấy phố nhỏ, nhà tôi ở đó, và hiện tại thì chúng tôi ở đây thì là chỉ có hai ông bà thôi. Tôi có hai đứa con đều là con trai, thế và có ba đứa cháu nội, và số trẻ nó thích ở riêng, nó không muốn ở chung với bố mẹ, thế nên thành ra là thôi mình cũng chiều. Trong cái thời gian này năm nay thì tôi cũng hơi rảnh rỗi một chút. Thế cũng như ông Bắc Hàng Sơ ấy, thì là tất cả các cái thể thao trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều dừng hết. Dịch Covid, Covid-19. Mặc dù có những cái thời gian mà rảnh rỗi đấy thì là tôi cũng ôn luyện lại những cái bài tập để mà chuẩn bị áp dụng cho tất cả vận động viên chúng ta thực hiện. Một mặt nữa thì hiện nay các cháu, các bạn ấy đang đá giải thì tôi phải đi theo dõi, tuyển chọn và chuẩn bị lập danh sách để cuối năm này chúng ta tập trung đội tuyển bóng đá nữ. Năm nay có một cái giải U19 nữ vừa rồi cũng đã thi đấu. Trước khi cái dịch Covid-19 nó xảy ra lần thứ hai thì các cháu đá thì tôi cũng đang đi tuyển chọn. Và năm nay phải nói là tôi cũng bật mí với mọi người cái là năm nay sẽ có nhiều cái gương mặt trẻ, nữ xuất sắc. Và tôi sẽ quyết định tôi gọi lên, mời lên chúng ta chuẩn bị không những trước mắt và lâu dài cho bóng đá nữ Việt Nam. Cái thứ nhất là sang năm chúng ta chuẩn bị cho cái SEA Games tại tổ chức tại Việt Nam, cũng như là cái mong muốn của người hâm mộ cũng như của các lãnh đạo và ngay thậm chí của bản thân tôi cũng như các bạn ấy, làm sao phấn đấu để làm thế nào chúng ta lọt được vào đến bóng đá nữ World Cup thế giới. Thế và ngoài cái thời gian mà rảnh rỗi như vậy thì tôi còn cái thú đi câu cũng một tuần một lần hoặc cả hai tuần một lần tôi đi câu. Đi ra đến hồ thì đầu óc có thanh thản lắm, chỉ nhìn cái phao nó có động đậy hay không theo dõi như vậy. Đấy cũng là một môn thể thao để chúng ta rèn luyện kiên trì, cái tính kiên trì của mỗi người. Bác ơi, cho con hỏi là bình thường mà bác trai đi nhiều như vậy thì chắc có lẽ là bác gái chỉ ăn cơm một mình thôi phải không ạ? Bây giờ ấy thì là đúng là phải có trong tình trạng là đúng ăn cơm mình buổi trưa. Thế còn chiều nếu mà các cháu thì nó về, ví dụ như ông mà đi vắng á thì là con với cháu thì buổi chiều nó lại về. Dạ, sở dĩ mà con hỏi lái qua cái chuyện ăn cơm á là tại vì chương trình của tụi con á là tới nhà của một nhân vật nào đó thì hay xin ăn cơm cá. Hai bác sẵn sàng luôn. Bình thường á là bác gái sẽ là người chuẩn bị bữa cơm, nhưng mà con nghĩ là lâu lâu thì bác mới được ở nhà, cho nên là thôi hôm nay hai người đàn ông phục vụ cho hai người phụ nữ đi. Đặc biệt. Ngoài bác nhỉ, mua gà. Đây, về mình gà ra đây. Làm nấu gì bác nhỉ? Có lẽ nấu miến. Miến đúng không? Miến gà. Miến gà vừa nhanh lại vừa rất là đặc sản của người Bắc. Của người Bắc. Thế này nha, bác ơi, bác Trung ơi. Bây giờ thế này mà để hai bác cháu mình đánh vật với nhau là phải làm lông, làm nước thì chết à? Mình và bác Trung sẽ mua con gà này và nhờ bạn vào trong kia bạn làm lông rồi mổ sạch cho mình, nghe được không? Nghe chừng là cái việc đi chợ là cũng không đơn giản gì đâu bác Trung ạ. Đấy nhanh quá bác. Rất là cảm ơn. Cái tiền gửi sau nhá, cho nợ nhá. Rồi chương trình sẽ gửi sau nhá. Rồi cảm ơn. Bác ơi, bác bình thường bác trai là thích ăn món gì bác? Bác trai thì thích ăn gà với cá, với lại nhiều rau. Thí dụ mà mỗi lần mà bác Trung đi xa như vậy á, thì những lúc mà mình bị bệnh á, rồi mình phải làm sao bác? Tủi thân lắm á. Kể ra thì cũng đúng thế đấy, đúng tâm lý ai cũng thế. Thế nhưng mà nói vì công việc thì bác trai phải đi vắng, cho nên là thôi bác ở nhà bác cũng cố gắng khắc phục. Và bên cạnh bác thì cũng còn có ông bà đồn ngoại đỡ cho, còn có cả các bác nữa, các cô. Chứ không phải riêng, ngày xưa thì bác cũng chưa ở riêng, thế ở cùng. Bác ơi, em cũng rất là mê bóng đá mà từ hồi nhỏ.
tuổi thơ của tôi thì là có lẽ là suốt ngày là bóng đá thôi. À. Tại vì tôi sinh ra và lớn lên ở ngay sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội. Thế mẹ tôi thì làm ở sân vận động Hà Nội. Chính vì nhà tôi ở gần đó nên là tôi cũng đam mê với quả bóng từ đó. Từ năm 1957 tôi đã thích quả bóng rồi. Từ lúc ấy với là 8 tuổi. Ngày xưa gọi chơi bóng đường phố cũng đòn roi, cũng bị đánh. Vì suốt ngày ham mê quả bóng mà quên mất cái gia đình. Học hành thì vẫn phải đi thôi, nhưng mà thí dụ cơm nấu muộn, ông bố về là đi làm về mà không có cơm ăn đúng giờ thì là lại bị đòn. Đấy, cũng chính từ đó là đến bây giờ thì tôi lại trở thành một huấn luyện viên. Sau đó bác có vào một cái câu lạc bộ nào? Ngày xưa thì là tôi được tuyển chọn ở cái trường hệ văn hóa thể dục thể thao ở Từ Sơn Bắc Ninh bây giờ đấy. Sau đó thì là cái hệ văn hóa đó giải tán. Tại vì thời chiến có là chiến tranh năm 67-68 đấy. Thì chúng tôi đã chuyển sang học đại học thể dục thể thao. Và học xong thì là 4 năm học đại học. Thì đến năm 1971 thì tôi tốt nghiệp. Thế và nhưng mà tôi vẫn còn cái khả năng bóng đá. Thì là hồi là ông Bùi Nghẽn, tức là một cái danh thủ của bóng đá của chúng ta, thì ông ấy làm đội bóng đá CK. Thì ông ấy rất muốn là tôi về đây đá. Thì ông ấy có đến nói với mẹ tôi. Thế thì bà già tôi cũng đồng ý. Tại vì lúc ấy bà già tôi đang làm ở sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội và thi đấu cũng được 3 năm. Thì sinh nghiệp đóng CK giải tán thì tôi lại quay sang tập đoàn đường sắt thi đấu tiếp tục cho đến năm 1983 thì là tôi nghỉ thi đấu và làm công tác huấn luyện đến bây giờ. Cả đời gắn bó với sự nghiệp thể thao bóng đá nước nhà và cũng rất là mát tay. Nói chung là tôi không đặt nặng về vấn đề thành tích đâu đâu. Mình chỉ có cái sự đam mê và có cái quyết tâm, nhưng mà trong một cái đầu suy nghĩ lúc nào cũng làm thế nào để cho bóng đá Việt Nam phát triển để bằng với mọi đất nước trên thế giới này. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng mong muốn là ngoài cái đội tuyển bóng đá nam ấy, bóng đá nữ chúng ta tới đây làm thế nào có góp mặt được trong cái bóng đá World Cup thế giới. Đấy là cái thành công nhất và cái ý nguyện nhất của tôi. Vâng, đấy là cũng là điều mong muốn của các cái người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cái năm 2017 là lúc đó là bác Trung đang dẫn dắt đội tuyển nữ. Thế mà thì được Liên đoàn bóng đá mời làm huấn luyện viên trưởng của bóng đá nam. Thế thì tại sao mà bác lại nhận lời để dẫn dắt đội tuyển nam trong cái thời kỳ đó, mà cái thời kỳ đó cũng là rất là khó khăn đối với bóng đá nam? Thế đây là cũng như là một cái kỷ niệm nhỏ của mình thôi. Tức là sau cái SEA Games 2017 tại Malaysia thì đội tuyển bóng đá nữ của chúng tôi lại tiếp tục đạt cái giành cái huy chương vàng. Thế và thì lúc ấy thì bóng đá nam chúng ta lại không đạt được. Khi mà từ Malaysia trở về vừa với chân ướt chân ráo quay trở về Việt Nam ấy, thì trong đầu thì tôi cũng đã ý định là sẽ đưa gia đình đi nghỉ mát. Thì là vừa mới về tới Hà Nội thôi thì lại được cái điện thoại của anh Lê Hùng Dũng. Lúc ấy là anh Lê Hùng Dũng là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và anh Trần Quốc Tuấn là phó chủ tịch. Thì là có gọi điện cho tôi, thì là tôi nghe thì anh Lê Hùng Dũng có nói thế này: anh ơi, hiện nay là anh Nguyễn Hữu Thắng thì làm cái đội tuyển bóng đá nam của chúng ta đã từ chức, xin từ chức rồi. Thế và chúng ta chuẩn bị tiếp 2 cái trận đấu với Campuchia đấy trong cái Asian Cup, để nếu chúng ta giành được cái thắng lợi trong những cái trận đấu này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào vòng chung kết. Đấy, mà nếu mà 2 cái trận đấu này mà không có thành tích ấy, thì rất là gay go bóng đá nam. Chúng tôi đã điểm lại tất cả các gương mặt mà chỉ có anh làm được cái việc đó. Thế tôi gọi điện cho anh để tôi nói với anh cái việc đó. Đây không phải là chúng tôi phân công mà chúng tôi muốn mời anh làm. Thế lúc ấy nói thật là tôi suy nghĩ lắm. Thế tại vì thứ nhất là mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ bóng đá nữ thế và có thành tích rồi. Nếu làm tiếp 2 trận đấy của đội nam đá với Campuchia, và lúc ấy tôi muốn nói là đội Campuchia đấy rất là mạnh. Cái thứ nhất đấy là người ta hòa với đội tuyển Trung Quốc ngay tại đất nước Trung Quốc và chỉ thua đội tuyển bóng đá Nhật Bản 0-1 thôi. Thế đấy là một cái mà tôi suy nghĩ lắm. Tôi không sợ thành tích, nhưng mà nếu mà làm được tốt thì không sao, nếu là làm không tốt đấy thì nó trở thành một cái điểm tập trung để cho mọi người, nó rất là nhạy cảm.
Thế bảo ông này tham lam, vừa mới thành công xong bây giờ lại nhảy vào muốn làm bóng đá nam. Nhưng sau một thời gian tôi cũng đã suy nghĩ rất là khó khăn, tôi đã gạt hết tất cả mọi thứ để nhận nhiệm vụ. Thế và khi mà tôi nhận cái thì trong đầu óc tôi cũng đã phát thảo ra là bây giờ cần tập hợp những ai, lấy lại những ai lên. Thế và trong đó có trường hợp của anh Đức, thì tôi quyết định tự gọi điện riêng cho anh Đức, tôi mời. Và anh Đức cũng như tôi và bố để cho con suy nghĩ một chút, con trả lời bố. Tức là những cái tình cảm của bố con với nhau, thì anh Đức sau một thời gian này cũng là gọi điện cho tôi và con đồng ý lên với bố. Đấy, đấy là một cái tôi thấy là cũng là cái sự hy sinh rất lớn lao đấy của cá nhân để mà cho đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta. Kết quả hai cái trận đấu gay go nhất của chúng ta đá với Campuchia tại Phan Đông Minh ấy, mà chúng ta lại giành được lợi 2-1. Và kết quả chúng ta thắng 2-1 lại chính là do Hải. Vâng, lúc ấy thì tôi đánh giá rất là cao rồi. Nhưng mà chưa nổi như bây giờ, mười người rất thấp thôi mà lại đánh đầu ghi bàn thắng. Và được về chúng ta thắng lại rất tiếp tục 5-0. Và trên khán đài người ở Bắc Hải Sơ ngồi xem theo dõi. Thì và khi mà hết trận đấu thì Bắc Hải Sơ có xuống để cũng bắt tay và chúc mừng tôi. Hứa là đi du lịch mà lại không thực hiện được lời hứa đó thì bác gái ở nhà có phiền buồn gì không ạ? Tôi và nhà tôi cũng đều quen cái việc ấy. Tôi cũng đã nói chuyện ấy với vợ con để vợ con hiểu đây là cái nhiệm vụ chung của cả nước và cái bóng đá của cả nước. Nếu mình làm tốt ấy, thì không sao, nếu mình làm không tốt thì rất nhiều ấy. Vợ con rồi các cháu cũng nghe và tôi sẽ cố gắng là ông rồi là bố rồi anh sẽ bù cho một cái dịp khác. Cuối cùng là cũng thoải mái, lúc đầu chắc là cũng khó chịu. Dạ, lúc rồi, đầu khó chịu. Bác ơi, nếu mà nói riêng về bác Mai Đức Chung á, thì là bác đã quá thành công trong sự nghiệp rồi, mà con sẽ hỏi về tình cảm của hai bác. Là ngày xưa lúc mà hai bác yêu nhau là nó có nhiều cái trắc trở không bác? Tại vì con được biết là bác ngày xưa là bác rất là tiểu thư nè, có nhà giàu nè, nhưng mà lại mình lại đồng ý mình quen một cái anh chàng cầu thủ đá banh như vậy á, thì có được cái sự ủng hộ của gia đình không bác? Thật đầu thì mới quen thì có lẽ là cũng không được thuận lợi lắm, nhưng mà sau này thì tức là ông bà tiếp xúc ấy thì thấy là tính tình của bác nói chung là ngoan, dạ, ngoan, rất là ngoan, hiền lành. Thế cho nên là rồi hai ông bà cũng đồng ý, nhưng mà chỉ đúng là cũng suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì ngày xưa theo cái nghiệp bóng đá ấy, thì phải vắng nhà, dạ, xa nhà, thế cho nên là cũng hơi ngại đấy. Thế nhưng mà dù vì là cũng hiểu nhau, hiểu cái đam mê của bác trai, thì cho nên là bác cũng từ từ rồi mình đồng ý. Dạ. Mỗi lần bác về á, bác Chung đã bù đắp bằng cách nào ạ? Khi mà về nhà thì gần như là bác cứ tận tâm tận ý cho việc gia đình, dạ, bố mẹ vợ con. Chứ còn bác cũng không chơi bời ngày xưa gì, có chuyện đi chơi nọ chỗ kia, hoặc là làm những cái công việc cho bố mẹ, ví dụ như sửa nhà cửa. Bác ơi, nhưng mà con nói thiệt á, con cái này là con hỏi thiệt là có khi nào mà bác cảm thấy chạnh lòng không? Khi mà cái cuộc sống của mình là thôi, dạ, như là buồn thôi, chứ còn mình cũng không, mình cố gắng mình khắc phục thôi, chứ mình cũng nghĩ là mình thôi mình giúp được, không thể nào mà, bởi vì là đã nghĩ yêu nhau và đi cùng với nhau rồi thì mình phải khắc phục. Cái mối quan hệ giữa bác Mai Đức Chung và ông Park Hang Seo rất là thân thiết. Ví dụ như là cái trận mà em xem ở SEA Games vừa rồi ở nước ngoài đấy, thì là bác đã đến chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ trước khi mà đội tuyển bóng đá nam đá trận sau. Ông ấy coi tôi như là anh cả. Khi kỳ SEA Games đấy có tôi này, ông Park Hang Seo này và anh Chung của chủ tịch Thang Quảng Ninh và anh làm trưởng đoàn đội bóng đá nữ đấy, thì có ngồi nói chuyện với nhau. Thế và tự ông ý ông Bắc Hoàng Sơ, ông ấy nói là ông Chung sẽ là anh cả, tôi là anh hai. Thế và ông Hùng của chủ tịch Quảng Ninh sẽ là người thứ ba, tức là em thứ ba. Thế và ông ấy có phân công anh Hùng là phải chăm lo sức khỏe của ông anh cả đấy, tại vì tôi là người lớn tuổi. Và
thì đó là những cái gắn kết mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đây là tôi cũng muốn kể để cho Đức Khuê biết trong cái sinh hoạt bóng đá ấy, thì ông Bắc Sơ ấy, những cái trận đấu nào của đội tuyển bóng đá nữ ấy, thì ông cũng đều ra xem và cổ vũ, tức là một cái con người rất là tình cảm. Thế ngoài cái ở SEA Games ấy, thì ông đã ủng hộ trực tiếp, rồi ông đã ra sân rồi là cổ vũ trực tiếp rồi. Thì vừa qua như chúng tôi sang đất nước của ông ấy thi đấu cái vòng playoff của Olympic Tokyo đấy, thì ông ấy có hỗ trợ, tức là mình nói là tài trợ cho đội tuyển nữ rất là nhiều, từ cái ăn ở khách sạn, rồi ông ấy ủng hộ sâm cho đội nữ đấy. Đấy. Thế là Bắc Trung là có ba cháu nội rồi. Thế là có đứa nào năng khiếu giống ông không? Ông nội có cháu út đấy. Út ạ. Cháu vâng. Con trai. Hai đứa cháu nội con gái, đầu là con gái và cháu thứ ba là con trai. Tôi cũng thích bóng đá lắm. Bà được biết nhà Bắc Trung tình cảm lắm nha. Đi công tác hay là đi huấn luyện viên các đội hoặc đi tập huấn hoặc là đi dự các cái giải, thường xuyên là gọi điện về nhà cho bác gái. Tôi gọi lời đầu tiên tôi gọi về cho bà xã, cho vợ tôi để tôi chia sẻ cái niềm vui, và ở nhà cũng ra cô Tiến khi thấy vô địch thì cũng sướng, cũng reo lên, thì là tôi cũng báo cáo, cũng báo là đã xong, tức là xong trận đấu và đã vô địch rồi, thì vợ tôi rất là sung sướng, cùng hòa chung với cảm xúc. Mình nói vui một chút thôi, tức là đi phải báo cáo đấy để cho bà nhà bà yên tâm, tại vì gia đình có một người đi xa thì luôn luôn lúc nào lo nghĩ đấy. Thời kỳ ngày xưa là không có điện thoại như bây giờ, vâng. Thế thì kỳ ngày xưa thì tôi vẫn đang là vận động viên đang thi đấu của đội tàu đường sắt, thế và viết thư phải một tuần mới chuyển được về nhà. Đúng về vậy. Nhà mới nhận được. Đấy là một cái sợi dây nối tình cảm giữa gia đình, trong gia đình với nhau. Ở đây thì con thấy đây là tấm hình cưới, đúng không ạ? Tấm hình cưới của hai bác. Còn đây là cái đây là thơ. Thì ra là ngày xưa bác Trung tán tỉnh bác gái là bằng những cái lá thơ tay này, phải không bác? Đúng rồi. Quý vị ơi, đây là những cái tư liệu rất là quý. Đây là tấm hình cưới của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung cùng với phu nhân của mình. Này, còn đây là trên tay Lan cầm một cái gọi là bằng chứng tình yêu. Bây giờ con có thể xin phép bác con được sờ vào nó hay không? Lan rất là thích những cái điều này, thưa quý vị. Đây là hiện là thư của bác đây, bác Trung gửi về đây. Này, em và Minh Hưng thân yêu, sáng mai anh Hạng về Sài Gòn rồi ra Hà Nội đột xuất vì đội lại tiếp tục được vào vòng 2. Anh tranh thủ viết mấy dòng gửi cho em và Minh Hưng. Anh vẫn khỏe, vào vòng 2 đội ở lại luôn trong này, thi đấu tiếp tục 3 trận nữa là vào ngày 22 tháng 4, 25 và 29 tháng 4 thì kết thúc. Em cứ yên tâm đừng lo lắng gì cho anh nhé. Ở nhà thì cố gắng giữ sức khỏe. Chắc bây giờ thì ở Hà Nội cũng đã bắt đầu mùa nắng rồi. Thay đổi thời tiết nên chú ý cho Minh Hưng em nhé. Anh ra chắc em và Minh Hưng cũng đã xong một năm học rồi nhỉ. Anh gửi anh Hằng. Ha! 200 ngàn to lắm. 200 ngàn ra để em tiêu. Anh tạm dừng bút, chúc em và Minh Hưng luôn khỏe vui và ngày nhiều may mắn. Nhớ gửi thư vào cho anh nhé. Trời ơi, cái lá thư này là được gửi vào năm nào bác nhớ không ạ? Năm 81, 82 vậy đấy. Năm 81, 82 thì lúc đó 200 ngàn là rất nhiều ạ. Ôi, nếu như mà bác trai như thế này thì bác gái hoàn toàn yên tâm là đúng rồi. Lúc nào cũng có cái lòng hướng về gia đình hết. Và làm nhiêu tiền gửi về hết cho gia đình, không có xài nha mọi người ơi. Có xài nhưng mà ít thôi. Dạ. Ngày xưa là mỗi lần cua nhau là chắc bác trai cũng hay viết thư gửi cho bác lắm đúng không? Bây giờ thì bác cũng gửi qua điện thoại rồi. Gửi qua điện thoại hả? Chứ không còn viết thư nữa hả? Bác bây giờ bác lười. Bây giờ kể cả đi đâu, đi nước nào thì gọi trực tiếp nhìn hình luôn rồi. Thì dạ. Nên bây giờ bác cứ gọi luôn. Đấy, cũng đến giờ anh em mình về ăn thưởng thức ạ. Vâng. Gà đây là bác Trung đi chợ ạ. Thế còn rau là em mua ạ. Bác Trung ơi, thế ở nhà có bác có thường hay phụ bác Uyển về chuyện bếp núc hay là chợ búa này không ạ?
lúc nào đi vắng thì không thể làm được, không giúp được, nhưng mà ở nhà thì cũng phụ giúp. Ê, thỉnh thoảng cũng đi chợ rửa bát, siêu thị mua giỏi lắm. Chúng ta siêu thị để... Dạ thôi con mời cả nhà. Bác Trung ơi, thế mỗi lần mà bác đi xa như vậy á thì cái sự lo lắng của bác khi mà hướng về gia đình á thì là lo về cái mặt nào nhiều nhất? Đầu tiên cũng lo về sức khỏe. Tôi thì cũng hay đi xa rồi. Đấy, thế là thành ra là luôn luôn nghĩ về gia đình. Thế vợ con lại cũng mà nghĩ về mình. Vâng. Đấy. Đấy, thế là thành đi đến nơi là phải gọi điện về ngay. Trước thì là không có điện thoại thì viết thư, sau một tuần mới nhận được. Nhưng bây giờ có điện thoại thì nó nhanh chóng hơn. Ngày xưa mình sống có trách nhiệm gia đình lắm. Tức là khi mà thấy, tức là tận mắt thấy hình ảnh vợ con ở nhà bé, còn phải đi làm, thế đi xe đạp phải đèo hai đứa nhỏ đằng sau, lúc nào cũng tất bật. Đấy, ngoài cái việc ở trường xong lại nhanh nhanh chóng chóng về cơm nước lo cho con cái, thế thành ra là cũng rất là bận bịu. Và mình đi xa mình cũng biết cái hoàn cảnh nó, mình rất thương, và rất thương vợ, thương con. Đấy, thì có những cái lúc mà mình ở nhà có thời gian là khi không thi đấu nữa, ở nhà một hai ngày thì cũng xung phong đi chợ rồi cơm nước cho vợ ở nhà, bớt đi phần nào nó vất vả một chút. Như vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi phải không bác? Bác ơi, hồi nãy con bước vô nhà con thấy nhà mình không có thấy bác trưng bày những cái huy chương, những cái thành tích mà mình đạt được á. Vậy thì không biết là mình để đâu hả bác? Cái thứ nhất là cũng xin lỗi Đức Huy với lại Ngọc Lan một chút. Nhà thì nó cũng chật, nó không có điều kiện để trưng bày hết được tất cả. Thế còn huy chương các thứ mà những cái thành tích được thì lại gửi bên nhà ông thông gia. Nhà ông thông gia ông có điều kiện và ông có cái chí mà thích là trưng bày những cái thể thao, đồ bóng đá thể thao lưu niệm, nên là gửi hết này sang ông. Thế hồi mà bác Trung còn đá bóng thì bác đeo số mấy ạ? Có hồi ở đường sắt thì có lúc thì đeo, đầu tiên thì đeo 18, rồi sau thì đeo số 9. Toàn số đẹp không? Đấy là vị trí. Điều làm sao mà không trở thành một huấn luyện viên giỏi được. Đấy. Đúng không? Ngày xưa mỗi lần mà bác trai đi thi đấu hoặc là đi tập cho đội tuyển á, thì bác có lần nào bác đi theo không? Có, nếu mà sân đằng đẩy thì bác không ra. Dạ. Nhưng mà nồi thôi. Dạ. Không, mình ăn rồi. Tức là cả nhà vừa rồi đã được thưởng thức món miến rất là ngon, miến gà rất là ngon. Của công sức thì là của tập thể, người đi chợ và người chế biến rất là trọn vẹn. Trước khi bật mí một cái này, tức là lúc đi chợ ấy thì bác Trung bác ấy có nói nhỏ với anh muốn dành cái điều gì bất ngờ đối với cho bác gái. Đến lúc này tôi cũng không giấu bí mật nữa. Thế, đã rất là lâu rồi, tức là cái chắc là viết thư thì cách đây khoảng 30-40 năm rồi, thì bây giờ là viết thư lại trở thành là cậu. Bây giờ có điện thoại chỉ cần phốn một cái là ở nhà nghe được ngay. Thế thì bây giờ mình cũng quay lại cái thời kỳ đó, thì tôi cũng viết một lá thư cho vợ và cho các con. Eo ơi, hôm nay bác làm con nghĩ là chắc bác gái bất ngờ lắm luôn á. Thế nhưng mà cái viết bây giờ nó cũng khác trước. Tức là bây giờ già yếu, tay nó cũng vừa run, cái nét nó cũng run, nó không được đẹp như trước nữa. Đấy. Nhưng mà cảm xúc thì chắc cũng cảm. Cảm xúc thì vẫn như đấy. Như trước rồi ạ, vẫn đúng như nguyên ạ. Vâng. Rồi, đây có một bó hoa và bức thư để tặng em. Đấy là nhớ lại những cái năm xưa kia đã từng viết thư cho em và bây giờ anh lại viết thư cho em. Đẹp quá. Bó hoa này là mua khi nào vậy bác? Cái này bác đã chuẩn bị từ trước rồi. Và bác vừa mới ra ngoài cách đây ít phút rồi. Em thân yêu, từ khi có điện thoại nên anh cũng không viết thư gửi cho em, con, các cháu nữa. Nhưng đặc biệt hôm nay anh viết thư cho em. Vợ chồng chúng mình cũng đã lớn tuổi, có cháu nội. Mong sao các con, các cháu khôn lớn trưởng thành học giỏi. Để ông bà được yên tâm, anh cũng mong cầu chúc cho em cùng toàn thể gia đình mình khỏe, vui, gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Anh lúc nào cũng nhớ và yêu em. Mai Đức Trung.
cảm xúc của bác bây giờ như thế nào? Bác rất là cảm động, không nói đi. Trong lòng mình nó có xốn xang giống như là khi mà ngày đầu tiên mình nhận được thư của người yêu. Những cái dòng chữ này nó cũng gói ghém tất cả cái tình cảm của bác Trung đối với gia đình, đối với bác cũng như là các con, các cháu rồi. Rất là cảm ơn, rất là may mắn được bác trai đi cùng đến giờ phút này. Rất là may mắn. Rất là cảm ơn em. Thương quá à, con cảm nhận được tình cảm của hai bác dành cho nhau ngày hôm nay nó cũng nguyên vẹn giống như là ngày đầu vậy đó. Thôi thì hôm nay con với lại anh Đức Khuê rất là may mắn khi mà được đến đây thăm nhà của bác và được cùng nhau ăn cơm và cũng được chứng kiến cái khoảnh khắc yêu thương của hai bác dành cho nhau như thế này. Con cũng xin thay mặt cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà xin được chúc đầu tiên là con chúc sức khỏe của hai bác thật là nhiều sức khỏe để mà bác vẫn còn có thể dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chạm thêm được nhiều những cái huy chương ở trên đấu trường quốc tế nữa. Và bác gái thì còn chúc cho bác sức khỏe nhiều để mà làm một những người hậu phương vững chắc cho bác trai. Cảm ơn. Bây giờ thì Ngọc Lan xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.